đây là chiếc xe tải van đang được mọi người mong chờ nhất năm 2022. Và đây cũng chính là một chiếc xe tải van có khoang hàng rộng nhất ở phân khúc xe tải van. Và đây cũng chính là một chiếc xe tải van có cái chất lượng cao nhất ở trong phân khúc xe tải van này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem đây là sản phẩm xe gì. Chào tất cả mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video của tôi ngày hôm nay. Và đây là một video gửi đến cho các bác tài nào đang mong chờ một cái sản phẩm xe tải van chạy phố 24/24. Mà đặc biệt đó là có một khoang hàng rộng đó. Trên thị trường thì chúng ta sẽ có những cái dòng xe tải van cơ bản như là Ford Transit này hay là Mack Grinder này. Nhưng có một vấn đề đó là những cái dòng sản phẩm xe đó thì nó chỉ là những cái dòng sản phẩm xe hoán cải từ xe khách xuống xe tải van. Chính vì thế nên là hồ sơ của nó khi mà đi đăng kiểm ấy, nó chỉ được có khoảng tầm 6 tháng 1 đó. Còn đây là một chiếc xe mà nó sẽ có sẵn hồ sơ là xe tải van. Khi mà chúng ta đăng ký đăng kiểm xong thì nó sẽ được phép di chuyển như xe con và vẫn có cái thời gian đăng ký đăng kiểm mà 2 năm đầu tiên và sau đó là 1 năm 1. Đó đây là một cái ưu thế vượt trội so với cả những cái dòng sản phẩm xe tải van hoán cải. Và đây cũng chính là một chiếc xe mà nó có cái khoang hàng rộng nhất. Nó thì như ở đầu video tôi nói thì tại sao đây là một chiếc xe được mọi người mong chờ nhất năm 2022? Đó, bởi vì là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu chở hàng chạy ở các khu vực nội đô, khu vực đường cấm xe tải thì chiếc xe này nó sẽ vẫn được phép di chuyển vào đó. Còn vì sao mà nó mong chờ nhất? Bởi vì là có những khách hàng của tôi đã đặt cọc xe từ tháng 3 dương lịch cho đến điểm hiện tại là cuối tháng 10. Mọi người nghĩ xem một cái thời gian nó rơi vào tầm gần 7 tháng như vậy mà khách hàng tôi vẫn đợi để nhận được chiếc xe này, thì mọi người sẽ phải thấy được là cái sự cần thiết của nó đối với cả công việc của khách hàng như thế nào, đúng không ạ? Thì cái lý do là vì sao mà từ tháng 3 mà đến bây giờ đến tận tháng 10 thì chúng tôi mới có xe để mà giao cho khách hàng, thì có duy nhất một lý do thôi. Do phía đăng kiểm Việt Nam không chấp nhận cái máy Cummins dung tích 2.8 công nghệ khí thải Euro 4 trước đây được lắp ráp trên con xe này. Đó, thì nhà máy bắt buộc là những cái dòng xe tải van hay là xe tải mà sản xuất của năm 2022 thì bắt buộc là công nghệ khí thải nó phải là Euro 5 thì nó mới được phép là lưu hành trên đường. Đó, chính vì thế mà phía nhà máy GAT sẽ phải thay đổi toàn bộ cái kế hoạch của nhà máy, sẽ phải xuất cái lô công nghệ khí thải Euro 4 về lại nước Nga này, sau đó là nhập một cái lô mới, một cái lô máy Cummins khí thải Euro 5 về, sau đó mới lại lắp ráp trên những cái dòng xe như thế này. Đó, chính vì thế mà cái thời gian ra xe nó đã bị lâu đi khá là nhiều. Và đến thời điểm hiện tại là cuối tháng 10 của năm 2022 thì những dòng sản phẩm xe tải van 3 chỗ chạy phố 24/24 sử dụng máy Cummins công nghệ khí thải Euro 5 đã bắt đầu được giao bán trên thị trường. Đó, và hiện tại chiếc xe tải van 3 chỗ này nó đang có cái mức giá đó là 640 triệu chưa tính chi phí đăng ký đăng kiểm. Chi phí đăng ký đăng kiểm thì nó sẽ phụ thuộc vào từng tỉnh thành quận huyện của mọi người, thì nó sẽ dao động vào khoảng từ 608 đến 690 triệu phụ thuộc vào từng quận huyện tỉnh thành khác nhau. Đó, mọi người mà cần tư vấn kỹ hơn thì mọi người hãy nhấc máy lên nhá. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là chiếc xe tải van 3 chỗ đến từ phiên bản GAT Nga này thì nó sẽ có được một cái khoang hàng rộng như thế nào, và định hướng của nhà máy phát triển cái dòng xe này sẽ như thế nào. Xin mọi người theo dõi hết video của tôi nhá. Đây là một chiếc xe tải van để chở hàng nên là tôi sẽ quay chủ yếu về cái thùng hàng của con này. Thì mọi người có thể thấy là với cái thiết kế của cửa lên trên khoang hàng này sẽ có hai phần cửa, một là phần cửa lùa ở bên cạnh như này, và hai đó là phần cánh cửa phía đằng sau giống dạng xe khách đó. Thì chúng ta sẽ lên trước cái phần cửa ở phía phụ lái này đã. Một chiếc cửa được thiết kế theo dạng là dây trượt giống như những dòng xe tải van cỡ nhỏ ở thị trường Việt Nam. Một cái cánh cửa thiết kế nó khá là rộng để chúng ta có thể là di chuyển lên xuống một cách rất là dễ dàng và linh hoạt. Hoặc thậm chí là những cái công việc nào liên quan trở đến pallet ấy thì chúng ta cũng có thể là sử dụng cánh cửa này để lùa lên. Đó là một cái phương án rất là hay. Thiết kế cửa rất là rộng rãi để chúng ta có thể là di chuyển lên xuống dễ dàng, bốc dỡ hàng hóa. Và bên trong khoang hàng nó mới là cái điều đặc biệt, điểm nhấn của cái chiếc xe này. Đó là một cái khoang hàng vô cùng rộng rãi, một cái khoang hàng có cái thể tích lên đến là 11,5 m³ và có một cái chiều dài lọt lòng là 3m2, chiều rộng là 1m8 và chiều cao là 1m9. Đó, thì giúp chúng ta có thể là chở được rất là nhiều mặt hàng. Ví dụ như là những mặt hàng liên quan đến là đồ điện tử điện lạnh như là điều hòa này, tivi, tủ lạnh này, máy giặt này, những cái máy giặt và những cái tủ lạnh cỡ to ấy, thì tôi đảm bảo là những cái chiếc xe tải van thông thường như là Đông Ben này, TMT này hay là Kenbo ấy, thì nó không thể nào mà chở được những cái mặt hàng như vậy. Chúng ta sẽ cần thiết những cái chiếc xe có khoang hàng rộng hơn như là Ford Transit hay là Mack Grinder, nhưng mà những chiếc xe đấy nó chỉ là hoán cải thôi. Còn đây là một chiếc xe có cái hồ sơ sẵn, đó là xe tải van, rất là thuận tiện cho chúng ta trong quá trình chúng ta di chuyển. Đăng ký lần đầu đó là đăng kiểm 25, sau đó là 151, rất là thuận tiện, thời gian đăng kiểm rất là dài. Đó, và mọi người đi sâu vào bên trong này để xem kỹ hơn về cái phần khoang thùng hàng bên trong.
tôi xin nhắc lại một chút nhá, đây là phiên bản xe gắn van, phiên bản xe lắp ráp ở trong nước, nhưng mà đây là phiên bản xe lắp ráp theo dạng SKD, có nghĩa đây là một cái hình thức lắp ráp cao cấp nhất ở trên thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ nhập nguyên cái bộ khung này và cái phần gầm này tách biệt nhau hoàn toàn. Sau đó là về Việt Nam thì chúng ta chỉ việc bắt lại những cái đinh vít, những cái con ốc để mà nó liên kết lại với nhau thôi. Còn phần động cơ, hộp số, khung gầm thì sẽ được nhập khẩu nguyên. Tôi xin nhắc lại là nhập khẩu nguyên cục nhá. Chỉ về Việt Nam chúng ta thì hầu như là chỉ có bắt những cái con vít nó rất là đơn giản, bắt lại với nhau thôi để cho hai cái phần nó được liên kết lại với nhau để tạo nên chiếc xe. Còn đâu tất cả các thứ thì đã được lắp ráp sẵn ở bên nước Nga rồi. Đó, nên là chúng ta có thể coi đây là một cái phiên bản xe nhập khẩu chưa hoàn hảo. Đó. Về mặt thiết kế thùng ở bên trong thì cái quy cách thùng này thì người Nga người ta vẫn có một cái quy cách thùng rất là hay. Phần vách này thì đã được ốp bằng một cái lớp nhựa nhám mà có độ dày 3 ly. Ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì những cái dòng xe cơ bản ấy thì chúng ta sẽ là ốp một cái tấm vải này hay là tráng qua một chút bằng ni lông, nhưng mà đây nhà máy GAT người ta sử dụng ốp cho chúng ta luôn hai tấm nhựa ở hai bên đó với cái độ dày là 3 ly để làm sao có thể là đảm bảo được là nó trong quá trình di chuyển ấy mà hàng hóa có xô đẩy, có va chạm thì nó cũng không ảnh hưởng được đến cái phần sassi ở bên ngoài đó. Còn nhắc đến cái phần sassi ở bên ngoài đây thì mọi người có thể thấy này, tất cả sắt thép ở đây đều là sắt thép của Nga nhá, nhắc lại là sắt thép của Nga hết nhá. Đồ của Nga thì đương nhiên là nồi đồng cối đá rồi. Thời gian bảo hành về mặt là thân vỏ này, về mặt khung gầm này đang là 8 năm nên mọi người có thể là yên tâm về cái mặt là không bị mối mọt, không bị han gì. Đó. Và phía bên trên này thì chúng ta cũng có một cái phần vách để mà ngăn cách hoàn toàn cái khoang hàng của chúng ta và cái phần khoang cabin để tiết kiệm điều hòa hơn này, hàng hóa không ảnh hưởng đến mắc tài này và không những cái mùi của hàng hóa nó không thể nào xông lên được trên khoang cabin này. Đó là ba cái lợi thế khi mà có thêm cái phần vách như này đó. Và mọi người có thể thấy này, bên dưới này nhá, đây là một cái thiết kế mà tôi không nghĩ là người Nga lại có được cái thiết kế hay như thế này. Đây là một cái thiết kế mà lợi dụng được cái chiều dài ở bên trên khoang cabin nó khá là dài thì nó sẽ đáp ứng được cho một số mặt hàng mà nó có cái kích thước nó hơi quá khổ. Ví dụ là dài 3,5 m chẳng hạn thì chúng ta có thể là luồn lên trên này. Đó, nhưng mà chỉ là những mặt hàng nhỏ thôi nhá. Một vài mặt hàng thôi chứ không phải là mặt hàng nào cũng luồn lên được. Thì nó sẽ có một cái khoang nó rộng hơn để chúng ta có thể là chở được đúng cái mặt hàng của chúng ta. Đó. Phần tấm này nhá thì nó cũng chính là làm bằng kim loại nhá, chứ nó không làm bằng những cái vật liệu như là tấm blue hay là những cái vật liệu thông thường. Nó làm hết bằng kim loại rồi. Đó, nên là đảm bảo chúng ta là sẽ có được một cái độ bền chắc chắn. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ lại lắp lại. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ để ý đến cái phần sàn này nhá. Mọi người nhìn này, một cái phần sàn được lót thêm một cái tấm mà đây nó lại một cái tấm dạng gỗ dày, cái độ dày này cực kỳ dày luôn, dày phải đến tầm 1 phân để giúp chúng ta là bảo vệ được cái phần mặt sàn phía bên dưới. Đó, thì cái tấm này thì không biết là dùng đến bao giờ mới hỏng. Đây, và bên trên này thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái thanh dây buộc như thế này để giúp chúng ta có thể là chằng hàng hóa vào đây, nó đơn giản, nó dễ dàng hơn. Và mọi người có thể để ý á, đây là hai cái phần vầu lốp này với cái chiều dài cách nhau giữa hai cái phần vầu lốp này nó cũng lên đến là tầm 1,3 m. Đó, thì giúp chúng ta có thể là tuồn những cái ba lết từ phía sau này lên mà nó không ảnh hưởng gì đến cái phần vầu lốp này, chúng ta vẫn để được rất là bình thường. Chúng ta dùng máy lăng và tuồn những cái phần ba lết lên trên này nó vẫn rất là dễ dàng. Đó là cái ưu điểm của cái dòng gas Nga này, nó vô cùng là rộng rãi, vô cùng là thoải mái để chúng ta có thể là chở được rất là nhiều hàng. Và đặc biệt đó là thiết kế hàng rộng như này mà khi mà chúng ta di chuyển vào những cái cung đường trời nó tối hoặc là trời mưa nó thiếu ánh sáng thì sao, thì mọi người có thể yên tâm nhá, chúng ta sẽ có thêm một chiếc đèn ở đây này. Đó, và đèn này thì nó thuộc dạng là đèn led rồi. Hiện tại thì tôi chưa bật chìa khóa cho nên là đèn nó chưa sáng. Chúng ta sẽ có một chiếc đèn ở đầu này và một chiếc đèn ở cuối này để có thể là cung cấp đủ ánh sáng cho mọi người. Đó, nhà máy cũng khá là tỉ mỉ về cái phần thiết kế khoang hàng này, vì mục đích chính của chiếc xe này khi mà về thị trường Việt Nam đó là chở hàng và di chuyển ở trong khu vực nội đô để không bị cấm những xe tải. Đó, và với một cái không gian nó rộng như thế này thì tôi đảm bảo là nó có thể thay đổi, nó có thể thay thế cho được những chiếc xe tải trọng từ 1,9 tấn cho đến 3,5 tấn, thì chiếc xe này nó sẽ đáp ứng được hoàn toàn cái nhu cầu đó. Trước đây thì chúng ta sẽ phải dùng những cái dòng xe như là Kia 200 này, Hyundai 150 này để chở hàng, những cái mặt hàng cồng kềnh di chuyển ở trong phố, nhưng mà hiện tại ngay bây giờ thì đây chính là cái giải pháp để thay thế cho những cái phiên bản xe tải đó. Chúng ta sẽ không phải mua giấy phép nữa, chúng ta sẽ không phải hàng tháng bỏ ra một số tiền khá là lớn để mà đầu tư mua giấy phép vào phố nữa. Đó, và chúng ta được phép di chuyển ở trong phố 24/24 với một cái khoang hàng rất là rộng như này,
thì chúng ta có thể là chở được rất là nhiều hàng và rất là nhiều mặt hàng khác nhau. Như tôi có nói ở đầu video thì hiện tại giá của chiếc xe Gatvan phiên bản 2022 lắp ráp như này, nó đang có cái mức giá đó là 640 triệu, và chưa tính chi phí đăng ký đăng kiểm. Đăng ký đăng kiểm thì nó sẽ phụ thuộc vào từng tỉnh thành quận huyện, nó sẽ mất vào khoảng tầm tổng cộng là 680 đến 690 triệu. Đó thì mọi người mà cần tôi tư vấn kỹ hơn về cái dòng sản phẩm xe Gatga này và tiến độ để mà lấy xe thì mọi người hãy nhắc máy lên và liên hệ với tôi thông qua số hotline mà tôi đặt dưới góc màn hình. Và cũng xin phép giới thiệu thêm một chút, đó là hiện tại là trong tháng 10 và tháng 11 này thì bên Auto Tây Đô của tôi, tức là công ty của tôi, đang có chương trình chiên khách hàng. Nếu mà khách hàng đặt cọc xe và hoàn thiện xe trong năm 2022 thì sẽ có cơ hội nhận được một chiếc xe SH và rất là nhiều phần quà hấp dẫn khác như là tivi, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng. Đó, mọi người mà quan tâm thì hãy nhắc máy lên và liên hệ với tôi thông qua số hotline tôi đặt dưới góc màn hình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của tôi. Xin chào.